Đường trục chính Đông Tây tại thành phố Dĩ An, Bình Dương, kết nối giữa hai tuyến đường quan trọng là xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1K, nằm tại phường Đông Hòa và Bình An. Đây là tuyến đường chiến lược quan trọng giúp kết nối hạ tầng giao thông của khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Đồng Nai. Được phê duyệt từ năm 2018, tuyến đường này đã hoàn thành phần lớn công trình nhưng vẫn chưa thể thông suốt hoàn toàn do đoạn cuối dài 50 m kết nối với xa lộ Hà Nội chưa được xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An đã được giao nhiệm vụ hoàn thành đoạn này với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Việc hoàn thiện tuyến đường này không chỉ tăng cường khả năng lưu thông trong khu vực mà còn góp phần hỗ trợ kết nối với tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên, một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm nay. Ngoài ra, việc hoàn thiện đoạn cuối của đường trục chính Đông Tây cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản lớn đang phát triển trong khu vực. Các dự án đáng chú ý bao gồm khu đô thị mới Bình Nguyên, New Galaxy, Beacon City và Beacon Plaza với quy mô hàng chục hecta và hàng nghìn căn hộ, góp phần tạo nên một khu vực phát triển sôi động, gia tăng giá trị bất động sản và thu hút đầu tư. Tuyến đường trục chính Đông Tây với quy mô 6 làn xe khi hoàn thiện không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ thống giao thông của thành phố Dĩ An mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đô thị hóa của toàn bộ khu vực.